thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua cục hàng không dân dụng việt nam cho biết hướng đến mục tiêu để các dịch vụ hậu cần kỹ thuật ngày càng phục vụ hành khách tốt hơn hướng tới các chuyến bay đúng giờ Cục Hàng không dùng cụm từ chậm quỹ chuyến bay và sẽ không sử dụng cụm từ này nữa. Trước câu hỏi về việc thay đổi thuật ngữ sẽ làm giảm nhẹ bản chất của việc chậm quỹ chuyến, lừa dối tình trạng chuyến bay đối với khách hàng, Cục Hàng không dân dụng cho biết về bản chất thì không có gì thay đổi. Chậm giờ vẫn là chậm giờ, quỹ chuyến thì vẫn là quỹ chuyến. Có điều chúng tôi đang muốn phấn đấu theo hướng tích cực hơn, thay vì cứ tiếp cận theo tên gọi chậm quỹ chuyến mãi thì sẽ cảm thấy u ám. Và đây chỉ là phương thức cho phù hợp với xu thế của thế giới. Từ việc thay đổi tên Cục Hàng không Kỳ vọng trong thời gian tới, thì hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines sẽ đạt 91% chuyến bay đúng giờ, hãng Vietjet và Jetstar đạt 85% chuyến bay đúng giờ.